Xin chào tất cả các em, chào mừng em quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Quay trở lại với cái trang YouTube của mình đó thì tôi tiếp tục giới thiệu cho các em máy đánh bài nha. Cái bộ máy đánh bài thì nó hỗ trợ cho anh em chơi cái bộ môn bài lá thì nó rất là ok và hiệu quả. Đó. Ví dụ như những anh em đã biết, ví dụ như muốn chơi một môn bài lá hiệu quả thì có nhiều cách chơi chứ không phải là chơi máy không. Nhưng mà những cách đó thì tất nhiên là không thể qua máy được. Đầu tiên mình cần tới ví dụ như là anh em có thể dùng bài lỗi này, hay là chơi bài bài kính, hay là những cái dụng cụ đổi, như đó là những không có thể nào mà qua được cái con máy ha. Người ta nói nhanh như máy mà. Đây, máy thì có rất trên thị trường có rất nhiều loại. Đây, dòng máy CVK 600, 680 hay là 700 thì dòng máy đánh bài rất là đẳng cấp rồi. Còn những cái dòng máy đánh bài thấp hơn như là con iPhone 7, hay là BB6, A10, ha, là A8, S88 đó, nói chung là rất nhiều mẫu máy khác nhau. Mà còn hôm nay thì tôi sẽ muốn giới thiệu cho các anh em một máy đánh bài mà nó rất là đẳng cấp trên thị trường, là cùng với cái dòng máy đánh bài CVK 680 và CVK 700. Đây là hai cái máy có cấu hình rất là khỏe và rất là mạnh trên thị trường hiện giờ nha. Đây, nó được thiết kế vẫn là dựa trên con iPhone 8 Plus này của nhà Apple này. Những anh em đã dùng máy đánh bài là đã biết về cái hãng này rồi ha, cái hãng máy CVK rồi đó. Nhưng máy đánh bài cái hãng này rất là ok. Ok, đây thì thể hiện tốc độ và cái độ bền của nó và độ ổn định, ít lỗi vặt. Nó giống như là cái điện thoại á. Trên điện thoại thì em mới biết cái Samsung, Samsung với iPhone thì đó là hai cái hãng nó tên tuổi nó rất là ok hơn những sàn hãng khác đúng không? Apple hay là Xiaomi gì á, nó đâu bằng được đâu đúng không? Nó cũng tương tự cái dòng máy đánh bài cũng vậy. Cái hãng CVK này tên tuổi của nó cũng đã lâu thị trường, anh em đã dùng đã biết độ bền của nó rồi. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các anh em con máy đánh bài rất là đẳng cấp. Đây là con máy đánh bài CVK 700 đi, còn 680 trước tôi giới thiệu rồi nha. Đây, CVK 700 được thiết kế trên con iPhone 8 Plus này của nhà Apple, nên anh em đi chơi thấy nó dễ dàng hơn, tại vì nó giống với con điện thoại nó quen mắt với người dùng. Nè, hơn nữa thì cái máy được bảo mật cực kỳ cao và anh em có thể gắn SIM nghe gọi hoàn toàn như một chiếc điện thoại bình thường. Bảo mật là chỉ có những người có mật khẩu á, là mới đăng nhập vô thôi, còn người không có mật khẩu thì cho dù có cầm lên cũng không có gì là bất thường này hết, nên là anh em không phải lăn tăn đâu. Cái phụ kiện kèm theo của con máy CVK là luôn luôn là có một tai nghe có tần sóng như thế này, tai nghe có tần sóng nha, và tùy theo anh em thích cái loại tai nghe nào, tai nghe to, tai nghe nhỏ hay là tai nghe đen, tai nghe đỏ gì đó, trắng gì đó đều có hết nha. Cơ sở tôi được cung cấp hết cho anh em ha. Rồi mỗi máy thì có một cái tai nghe riêng, nói chung là chỉ có những cái tai nghe để kết nối với con máy thì mới có thể nghe được, còn những cái tai nghe mà đem bì lên nghe tới mà không kết nối thì chẳng nghe được đâu, nên nó là nó không phải lăng tăng nhiều vấn đề nghe trộn nghe lén ở đây. Thì tôi nói là tai nghe đó nè, đây rất là nhỏ gọn đó, nhưng mà anh em đứng khoảng cách từ 5 tới 7 mét vẫn nghe rất là to rõ nha, không bị ồn bị rèn như những cái dòng tai nghe để tiền này ha. Nói chung tiền nào của đó nè. Anh em mua máy thì sẽ được tặng kèm theo tai nghe và tặng bài, và bên tai nghe đầy đủ hết cho anh em chơi. Còn khi nào anh em ví dụ như muốn mua thêm tai nghe thì cứ liên hệ, bên cơ sở tôi cung cấp đầy đủ hết nha. Anh em cần cái gì cứ liên hệ theo số điện thoại tôi sẽ tư vấn cho. Đây, anh em mua máy ở chỗ nào cũng vậy thôi, mua ở chỗ tôi hay là những cái cơ sở khác cũng vậy. Vì đầu tiên thì anh em nên kiểm tra cái uy tín chỗ đại lý em mua như thế nào, nó có là nó uy tín hay không nha. Đó là tôi khuyên chân thành. Còn tiếp theo thì anh em nên kiểm tra cái tốc độ xử lý của camera này, nó có phù hợp với chỗ anh em chơi hay không nha. Chỗ anh em chơi mà tốc độ nhanh quá thì những cái dòng máy tầm thấp thì không thể nào mà đáp ứng được, thì anh em thể sửa cái dòng máy này chơi rất là ok. Đó, muốn chơi được máy đánh bài là bắt buộc phải là dùng được bài của mình vô ha, bài của mình á thì bắt buộc phải dùng bài và mới chơi được. Bài là giống 100% bài ngoài chợ thôi ha, giống 100% bài ngoài chợ, bài xanh, bài đỏ, bài caro, tiền đô gì đó đầy đều đủ hết nha. Bên cơ sở tôi cung cấp đầy đủ hết cho anh em. Bài đó bài rất là cứng và giống 100%, nên nó làm em không phải lăn tăn. Hơn nữa là bài chẳng có cái gì, bài em có xé ra chưa, sắp xé ra chẳng có gì, nó im lặng vào đây á thấy gì đâu. Nó giờ là người ta sử dụng công nghệ tiên tiến rồi không thấy đâu, anh em cứ yên tâm đi, không có gì rằng ri ở đây hết nha. Đó. Đó, bên cơ sở tôi là chỉ bán hàng chất lượng thôi, hàng như thế nào nói như vậy ha. Những em đã mua rồi là biết rồi, còn những em chưa mua thì có thể qua tìm hiểu thực tế luôn. Đây, không có nhiều mất thời gian của anh em, giờ tôi sẽ thử cho anh em, thử cho anh em cái tốc độ của cái máy này nè, như thế nào. Thì máy thì có nhiều chế độ chơi cho nên lựa chọn á,
và nhiều hỗ trợ, nhiều chế độ và nhiều loại bài ha. Anh em khi nào em mua máy ha, cần tìm hiểu gì thì cứ liên hệ theo số điện thoại trên màn hình 079 791 4 3, thì tôi sẽ tư vấn, sẽ có nhân viên tư vấn và hướng dẫn cho anh em. Hoặc anh em ở gần thì có thể qua trực tiếp với cơ sở của tôi gần ở chỗ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh, tôi sẽ hướng dẫn và thử cho anh em xem ha. Thì bây giờ thì tôi sẽ test con tốc độ của máy này cho anh em xem này. Em thấy không, tôi chỉ để bài như này này, tốc độ nó rất là nhanh và anh em để bài rất là rộng, để xe để dập gì báo hết ha, để xe để dập gì báo hết này, để xuống là báo, để xuống là báo. Em thấy không, bài xòe và báo bình thường, bài xòe và báo bình thường cái gì nè này ha, rất là rộng đó, thấy không đó. Để xe tí này, để xe tí này, và thậm chí là anh em để ở đây luôn này, để đây thì đó nè, thấy không đó, anh em nhìn thấy không, tốc độ nó rất là nhanh. Ví dụ như em để ở đây này, để ở đây bằng báo bình thường này đó, ai ví dụ em để ở đây này đó, em có trên đĩa cũng được luôn đó, đó có cao độ đó, rất là nhanh đó. Nên là em chơi trẻ rất là đáng đồng tiền các bạn nè, để tiền này của đó thôi, ví dụ vậy, để xuống là đáng, tốc độ cực kỳ nhanh đó, tốc độ cực kỳ nhanh luôn, tốc độ cực kỳ nhanh luôn này, đây này, qua tí đây này đó. Cái bàn quay bên ngoài nó rất là rộng nha đó, nên với và cái máy có cao độ nên em cầm bàn tay bằng báo luôn, nên nó là em chơi sẽ dễ dàng hơn. Cái máy thì đảm bảo là anh em chơi là chuẩn xác 100% rồi, anh em cứ làm theo đúng điều kiện của máy thì không cần đeo được hết. Thì chia tụi cái này này, tụi thứ hai lớn nhất này, tất nhiên là đây là theo đúng điều chỉ dẫn nha, máy nó báo bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu. Ví dụ như em chỉnh 5 người thì cũng 5 tụ, 4 người thì 4 tụ, hoặc là chơi bài nào chỉnh bài đó, thì đó là cái điều buông thủa ha. Mình dùng máy mình phải biết nha đó. Hai là tự hai lớn nhất này, đó rất là ok. Trong quá trình mình chơi á thì nó phải để sáng hình như thế này đâu, cái màn hình nó sẽ trở cái màn đen hết, còn cái màn hình tai nghe á thì cái âm thanh dự kiến của tai nghe siêu nhỏ như thế này nè đó, nên em không phải lăn tăn gì, còn kín đáo ở đây nha, đảm bảo rất là ok. Và khi nào mình muốn có tăng giảm số người chơi đó thì mình có thể dùng cái tăng giảm áp lượng này để tăng giảm số người chơi thôi. Ví dụ như anh đang chơi thế này á, nó không phải bị ao ra như thế vậy đâu nha anh em, tại tôi chưa cài game nên nó hay bị ao ra thôi. Còn mình cài game rồi á thì chơi là cảm biến thì thôi, nên nó là nên không phải lăng tăng đâu. Đó, 5 này, 6 người nè, em để bài xuống nè, các bài này đó, tốc độ rất là nhanh này. Đó, tốc độ rất là nhanh nha, rất là ok nè. Đó, thấy không, tốc độ rất là nhanh đúng không. Chia như là ví dụ như báo 5 thì tụ thứ 5 lớn nhất này, nhưng mà em phải chia đúng 6 tụ nha. Là tụ thứ 2 lớn nhất này. Đây, chia thử cho anh em xem này. Dòng máy này rất là đẳng cấp rồi và nó hỗ trợ cho em chơi rất là hiệu quả. Này, tụ thứ 2 lớn này. Thấy không? 8 nút chắc chắn là lớn nhất rồi. Em cứ làm cho máy thì đúng xi dập của máy thì mình không chặt cái đâu được hết nha. Đó, lượm hết này, thấy không? Bây giờ là hơn rồi. Còn là gì tắt không thôi. À, máy này. 10 bù luôn này, thấy không? Đó rất là ok nha. Đây là cái bộ môn bài cào rất là đơn giản. Bây giờ tôi sẽ thử cái loại bài tiếp theo cho anh em xem này. Cái việc thao tác sử dụng thì anh em không phải lo nha. Từ anh em từ ghé qua trực tiếp với cơ sở hoặc là gọi Zalo cho tôi sẽ hướng dẫn trong vòng từ 5 tới 10 phút là anh em thuần nhuần nhuyễn rồi. Rất là dễ dàng. Tại vì đây là tiếng Việt hết, nhưng mà tiếng Trung Quốc đâu, nên nó là anh em cứ yên tâm. À, đó, tiếng Việt hết chứ gì, tiếng Việt hết nè, nên nó là rất là dễ dàng sử dụng. Giờ tôi sẽ thử cho anh em cái bộ môn bài tiếp theo là cái bộ môn bài binh, binh sáu lá đi. Binh sáu lá thì có nhiều người hỏi tôi là bỏ tay chơi được không, thì tôi sẽ thử cho anh em bỏ tay ra hết chơi nè, bỏ tay ra hết nha, có thử nè, bỏ tay ra hết luôn. Bỏ tay đi đâu đúng không, bỏ 10 đúng không, bỏ thêm một tay thôi đúng không, bỏ 12 con. Bỏ thì tất nhiên là cái tụ nó ít xuống thôi, chứ không có gì hết, máy thì còn báo ok hết, không có vấn đề gì hết nha. Tụ thì ít, ví dụ bình thường thì anh em chơi hết 8 tụ, còn bỏ tay thì tất nhiên chia đâu được 8 tụ đó. Khi nào anh em bỏ tay mà chưa đủ 8 tụ tôi mới sợ ha, tại vì là ít bài, ít có 12 lá rồi. Để bài xuống này, cái bài này ha, 4 thứ nhất và 2 thứ gì đúng không, em nghe rất là rõ đúng không đó. Chưa rất ok, không có vấn đề gì hết. Đấy rồi. Đây. 4 thứ nhất này. Đây, 4 này là cái gì đây? 4
4 hả? Đây mấy đây vậy? 9 97 hả anh em? Hả? Hai lớn gì nè, có cái gì đây? Thì máy nó vẫn tính được như vậy thôi em, tầm 90-95% thôi, còn phụ thuộc vào đường pin nữa, nếu có bài đẹp và đường dở hoặc thua bình thường thôi, đó là điều hiển nhiên rồi đúng không? Đây là 9 đó, 92. Ví dụ như anh chơi cái bỏ tay á, thì nó ít tụ thôi, không có đề gì hết nè, để xuống này. Nó có bài này để lên cầm bàn tay được máy bình thường. Ừ. Đó, cầm bàn tay được máy bình thường anh. Nè, em để camera rất là nhạy nha, em để nè, ví dụ để xuống này. À, à. Đó, camera rất là nhạy. À, 24 này, từ thứ hai đến nhất mà từ thứ bốn đến gì nha. Em lưu ý. Hai đứa nhấc tay, mấy đứa bay. Hai đứa nhấc 99 hả? Đấy, và rất ok đúng không? Bốn đứa gì nè? Mấy đây? 96. Rất ok đúng không anh em? Bỏ tay được chơi bình thường hết, không có vấn đề gì hết. 91 nè. Chơi bỏ tay bình thường, ít tụ hơn thôi, không có vấn đề gì hết. Rồi anh em nào có cái không có hiểu chỗ nào hay là muốn tư vấn gì thêm thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại trên màn hình nha, tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn cho. Đây là cái dòng máy đánh bài CVK 700 nha anh em, dòng máy CVK 700 máy đánh bài rất là đẳng cấp trên thị trường đó. Rồi anh em có nhu cầu hay tìm hiểu gì thắc mắc gì cứ liên hệ thì sẽ có nhân viên tư vấn và giải đáp cho anh em thôi. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi hết video, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo của tôi nha.